Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 59 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thanh âm thần bí này truyền ra từ cánh cửa đá ở nơi sâu nhất trong tiên phủ. Tiến nhật Thái Nguyên tiên phủ đã hơn một năm, Phương Hàn cũng không ngừng tìm kiếm cách ra ngoài, bất quá đều không thể thành công, nhưng mà hắn đã rất quen thuộc với mọi thứ trong cung điện này. Ở chỗ sâu nhất trong đại điện, có tất cả ba cánh cửa đá khổng lồ, đóng kín, bên trên vẽ không ít bổ chú, theo hắn thấy thì những cánh cửa này dẫn đến những nơi quan trọng của cung điện, bất quá Phương Hàn cũng không dám xông vào. Hắn chỉ dám cẩn thận tìm kiếm, suy nghĩ dò xét dần dần, mỗi lần dò xét hắn có thể cảm giác được một lực lượng khủng bố như trời, đất, biển, núi. Chỉ cần hắn có chút mạo phạm thì có thể sẽ khiến cho cấm chế khởi động giết chết hắn, chết một cách oan ủng. Hai bên ba cánh cửa lớn này, có rất nhiều các cửa nhỏ. Xung quanh cung điện có rất nhiều cánh cửa đóng kín tính cả ba cánh cửa lớn và những cánh cửa nhỏ kia thì tổng cộng có 1.296 cánh cửa. Diêm nói ba cánh cửa đá lớn tượng trưng cho nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Còn những cánh cửa khác đại biểu cho vạn vật. Thái nguyên tiên tôn kiến tạo động phủ này có ẩn chứa thâm ý trong đó. Trong khi đi dạo quanh Thái nguyên tiên phủ, quan sát các phong cách kiến trúc của nó, Phương Hàn biết thêm được không ít thứ. Bất quá những thứ này cũng không đủ để hắn đột phá tầng thứ tư thần thông bí cảnh âm dương cảnh. Vì tiên bối nào ở đó vậy cũng là người tiến vào Thái nguyên tiên phủ bị phong ấn ở trong đó sao? Phương Hàn vội vàng chấp tay, cung kính đáp lại thanh âm phát ra từ cánh cửa đá. Âm thanh của đối phương có thể xuyên qua cửa đá truyền ra ngoài, hiển nhiên có đạo thuật cao thâm như vậy khẳng định có thể nghe được thanh âm của mình. Quả nhiên sau một hồi trầm mặc, thanh âm kia lại vang lên, từng từ một truyền tới rất rõ ràng. Đúng vậy, ta bị nhốt trong Huyền Tấn môn. Trong Thái Nguyên Tiên phủ này, Huyền Diệu nhất chính là ba cánh cửa Huyền Tấn môn. Khi ngươi vừa tiến vào đây, ta đã biết rồi lại không ngờ được trên người ngươi lại có bảo bối kỳ diệu như cây thế giới bất quá tu vi của ngươi còn quá kém miễn cưỡng có được một kiện đạo khí cũng không tồi tiền bối là ai kính xin người nói danh tính để vãn bối được biết phương hàn vội nói đối phương rõ ràng đã quan sát mình một năm mà đến bây giờ mình mới biết được bất quá ngẫm lại thì thần thông của đối phương quá cao ít nhất cũng là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không có gì phải buồn cả người này không thể nhận ra hoàng tuyền đồ nhất định là một lão ngoan đồng không phải nhân vật tầm thường Diêm trao đổi với Phương Hàn. Hoàng Tuyền Đồ là do Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế từ 6.000 năm trước, tốn hao 3.000 năm mới luyện thành. Xem ra người này tồn tại còn trước khi Hoàng Tuyền Đồ xuất thế. Làm sao có thể? Trong Thái Nguyên Tiên Phủ một ngày bằng với một năm ở bên ngoài. Bên ngoài qua 6.000 năm, ở đây cũng trải qua cả trăm vạn năm. Ai có thể sống lâu như vậy? Phương Hàn lắc đầu, tiên nhân cũng không thể sống cả trăm vạn năm được, mà người này cũng không thể là tiên nhân. Khẳng định không phải tiên nhân, nhưng là cao thủ trường sinh bí cảnh có thể khống chế thời gian, Hú chi có lẽ thời gian chỉ trôi qua nhanh ở trong đại điện này thôi. Trong huyền tẫn môn có thể thời gian cũng giống như ở thế giới bên ngoài. Diêm suy đoán. Tên của ta cho dù có nói ra thì ngươi cũng chưa chắc biết được. Ngươi là người ma môn. Công pháp ngươi tu luyện chính là thanh đế mộc hoàng công phải không? Cũng là một loại thần thông thượng thừa, nhưng cũng là nhờ hấp thu linh khí của cây thế giới mà mộc hoàng cương khí có phẩm chất rất cao đến mức khó tin. Thanh âm của nhân vật thần bí lại truyền tới. Phương Hàn biết đối phương không muốn nói tên, cũng không hỏi tiếp. Tiền bối nói đúng, có điều vãn bối cũng không phải người trong ma môn, mà là đệ tử của vũ hóa môn. Không biết tiền bối có nghe qua về vũ hóa môn chưa? Vũ hóa môn. Đúng rồi, quả đúng là có môn phái này. Bất quá thái nhất môn vẫn là lớn nhất. Hiện giờ ở bên ngoài vẫn là thái nhất môn độc tôn sao? Thần bí nhân suy nghĩ, sau đó mở miệng hỏi. Vẫn là thái nhất môn độc tôn, hơn nữa thế lực càng ngày càng lớn. Phương Hàn lại đem chuyện thái nhất môn muốn dùng công đức để định thiên kiếp, đồng thời nói rõ về các thế lực của 10 môn phái tiên đạo, 7 mạch ma đạo, 5 tông yêu đạo, dùng công đức để định thiên kiếp. Cái này không phải là tự xem bản thân là trời sao, thật là không biết sống chết. Thần bí nhân hừ lạnh một tiếng, làm cho Phương Hàn cảm thấy rất vui vẻ. Đương nhiên, ta cũng thấy chuyện này không đúng. Phương Hàn đoán được ý tứ của thần bí nhân nên nói tiếp. Ta cũng là bị thái nhất môn hãm hại nên mới phải tiến vào trong thái nguyên tiên phủ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Người thần bí đột nhiên cảm thán nói. Không biết là tiền bối tiếc điều gì, Phương Hàn cũng không hiểu tại sao thần mỹ nhân lại đột nhiên cảm thán: "Ta tiếc cho ngươi, thế mà lại bị hãm nhập vào trong Thái Nguyên Tiên phủ, bị chết ở đây. Ngươi đừng tưởng ngươi có được kim đan của người khác mà vui mừng. Cho dù ngươi có thể luyện thành 28 loại thần thông, nhưng mà ta đã tận mắt nhìn thấy Hỏa Vân tiên tử, sống mỏi mòn qua năm tháng, cuối cùng vì hết thọ mệnh, tuyệt vọng mà chết. Đáng tiếc là ngươi có mầm non của cây thế giới, tương lai có thành tựu vô cùng, vậy mà lại chết ở đây." Khi thọ mệnh của ngươi kết thúc, thống khổ, tuyệt vọng, khủng bố, mọi thứ sẽ như dòng nước lớn đánh mạnh vào tâm linh của ngươi. Thần bí nhân tâm sự, vẽ ra một khung cảnh đáng sợ, tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi còn 900 năm thọ mệnh, tưởng như rất lâu nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thật sự không thể thoát khỏi đây sao? Phương Hàn bình tĩnh nói, nếu có thể ra ngoài thì ta đã sớm đi ra rồi, còn ở đây làm gì? Giọng nói của thần bí nhân có phần bất đắc dĩ, Thái Nguyên Tiên Tôn không hổ là nhân vật xuất sắc, kỳ tài thời thái cổ hơn nữa hạch tâm của cả tiên phủ này là một kiện tiên khí. Ta mặc dù có thần thông cao cường, pháp lực thông thiên nhưng cũng không thể thoát khỏi huyền tấn môn để đi ra ngoài. Nếu như ta ở trong đại điện thì có thể thoát ra được. Có điều tu vi của ngươi còn quá kém. Hạch tâm của tiên phủ này là một kiện tiên khí. Vậy sao không có ai tới lấy nó đi? Phương Hàn khiếp sợ, dựa theo đạo lý thì một kiện tiên khí xuất thế nhất định sẽ có vô số người tham gia cướp đoạt. Mặc dù tiên phủ rất lợi hại nhưng cũng không thể ngăn cản nổi sự công kích điên cuồng của các tu sĩ đương nhiên là có người tới cướp đoạt nhưng tất cả đều bị vây khốn rồi chết ở đây đã không có cách nào đi ra ngoài thì ta cứ tiếp tục tu luyện thôi phương hàn lại khoanh chân ngồi xuống bình tâm tĩnh khí tiếp tục vận chuyển pháp lực thần bí nhân vừa mới xuất hiện cũng chỉ là một sự kiện trong cuộc đời hắn mà thôi việc quan trọng nhất đối với hắn vẫn là tu luyện thấy phương hàn vẫn thản nhiên như vậy thì thần bí nhân cũng cảm thấy có chút kỳ quái mộc hoàng cương khí của ngươi đã luyện tới đại thành nhưng vì tu vi của ngươi phát triển quá nhanh còn thiếu một loại khí thế ngạo nhân cho nên việc lĩnh ngộ biến hóa của âm dương còn gặp trở ngại lớn. Hơn nữa trước kia khi còn ở thân thể cảnh là nhờ vào đan dược mà đột phá, không phải là tự bản thân lĩnh ngộ ra. Dù sao thì ta cũng rảnh rỗi, nhàm chán để ta giúp ngươi lĩnh ngộ âm dương. Nếu không, chỉ bằng vào tự bản thân ngươi lĩnh ngộ thì cũng phải mất ba giáp, đây cũng là chỗ có hại của việc thực lực tăng tiến quá nhanh. Biết đâu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi chỗ này. Một luồng ý thức cường đại từ trong huyền tẫn môn bán ra, không có chút báo trước nào truyền thẳng vào trong đầu của Phương Hàn. Diêm là cảm nhận được rõ ràng nhất, khi luồng ý thức mạnh mẽ kia xuyên qua không gian bay tới hắn đã muốn ngăn cản nhưng không kịp. Phương Hàn đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được một luồng ý thức khổng lồ bao trùm lấy ý thức của bản thân, thoáng cái tiến nhập vào trong đầu hắn. Luồng ý thức mạnh mẽ này là một thanh kiếm, hình dáng vô cùng cổ lão, mang theo một kiếm ý cường đại tựa như có thể chặt đất trời, vừa bay vào trong đầu Phương Hàn liền vẫy lên một vòng. Lập tức pháp lực, tinh thần, cương khí ở trong đầu hắn trong nháy mắt bị cắt thành hai phần giống như thân thể hắn bị phân thành hai mảnh, nhưng Phương Hàn lại không cảm thấy có chút đau đớn nào, đột nhiên trong lúc đó hắn tự hồ lĩnh ngộ được một điều gì đó. Phân chia âm dương cũng không phải là chuyện khó khăn. Có tinh thần cường đại thì có thể phá vỡ gông xiềng, tinh thần của ngươi đã đủ cường đại, nhưng còn chưa dám chém giết. Ta hỏi ngươi một câu, có đao sắc bén ở trong tay, sao không giết người? Khi chui kiếm này vẽ một đường cắt đôi tinh thần, pháp lực, cương khí của hắn thì thanh âm của đối phương lại truyền tới. Có đao sắc bén trong tay. Sao không giết người? Phương Hàn nghe câu hỏi của đối phương, tựa như một đạo sét đánh ngang trời, mở ra một con đường, giúp hắn thoát khỏi mê man. Sau đó trong đầu hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, tự chém một nhát. Âm Dương chi đạo, nhất phân vi nhị. Theo sự lĩnh ngộ của bản thân, Phương Hàn phân ra Mộc Hoàng Cương khí của bản thân ra thành hai phần, vận chuyển trong cơ thể, một là màu lục xanh tươi, một là màu vàng nhạt giống như chồi non. Mộc Hoàng Cương khí từ một hóa thành hai, một bên cực kỳ mãnh liệt, một bên lại mềm mại, âm nhu, tựa như cành liễu trong gió xuân, có dáng vẻ mềm mại, thướt tha. Hai loại cương khí âm dương đều là do mộc hoàng cương khí biến thành. Thần bí nhân này dùng ý thức hóa kiếm chém ra một nhát, phân chia tinh thần pháp lực. Một lần này chẳng khác nào cảnh tỉnh Phương Hàn, giúp Phương Hàn hiểu được đạo lý. Đương nhiên, cũng là nhờ vào ngộ tính hơn người của Phương Hàn, chỉ bằng vào sự cảnh tỉnh mà lập tức hiểu ra, có được sự giải thích của bản thân đối với biến hóa âm dương dần dần đem cương khí khổng lồ của bản thân chuyển hóa thành âm dương cương khí, có hai thuộc tính riêng biệt, hơn nữa trong sự quấn quyết giữa âm và dương, cương khí cũng dần dần sinh ra linh tính, có được trí tuệ. Mộc Hoàng cương khí không ngừng vận chuyển. Qua thêm một năm nữa, Phương Hàn vẫn cứ bất động tìm hiểu đạo lý, chân nghĩa. Nhờ có cây thế giới cung cấp nguyên khí cuồn cuộn, khiến cho pháp lực của hắn lại tăng thêm một tầng nữa. Dần dần, hai luồng Mộc Hoàng cương khí âm dương lại một lần nữa ngưng kết, bắt đầu thuế biến, hóa thành hình ảnh một nam, một nữ, nam mặc áo bào màu xanh, đội cửu long quan, nữ mặc đạo bào màu vàng, đội phương hoàng quan, nhưng mà không thấy rõ diện mục, nhưng nhờ vậy lại lộ ra khí tức uy nghiêm. Khi hình thể của đôi nam nữ này hình thành thì pháp lực của phương hàn đột nhiên tăng mạnh, giống hệt như lần dùng phong ma tổn thọ đan, liên tục tăng trưởng, không ngừng tỏa ra xung quanh. Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng chân ngựa lao nhanh, vốn lực lượng nam vạn mã lực trong nháy mắt đã tăng lên tới 10 vạn. Bước vào âm dương cảnh, pháp lực của phương hàn tăng lên gấp đôi, có lực lượng 10 vạn mã lực hay linh tính của thanh đế, linh tính của mộc hoàng, đã luyện thành âm dương. Thật sự là khổ luyện 30 năm không bằng minh sư chỉ điểm một ngày. Ta chỉ cần một năm đã thấu hiểu âm dương, tiến vào tầng thứ tư thần thông bí cảnh, âm dương cảnh. Nếu như không có sự chỉ điểm của tiền bối thì không biết là mất bao nhiêu lâu mới có thể đột phá được. Đa tạ tiền bối. Phương Hàn đứng thẳng dậy, hai tay rung động, một luồng cương khí từ trên tay bắn ra, ngưng tụ thành hình sư tử giống hệt như hình sư tử của thiên sư đại pháp bất quá sư tử của thiên sư đại pháp có màu trắng mà của phương hàn ngưng tụ thành thì có màu xanh là do cương khí bất đồng đây là hắn dùng mộc hoàng công mô phỏng thần thông thiên sư nhưng điểm giống nhau đó là con sư tử màu xanh này cũng rất sống động linh hoạt đi lại giữa trời bộ lông dựng lên ngẫu nhiên phát ra những tiếng gào giống đủ khiến cho bách thú khiếp sợ quả nhiên là một con sư tử có lính tính trí tuệ không khác gì một con sư tử bình thường phương hàn hô lên ba tiếng sư tử màu xanh dùng mình một cái, lại biến hóa thành một con mãng xà lớn như hắc thủy vương xà, phát ra những tiếng xì xì, chiếc lưỡi màu xanh không ngừng thò ra thụt vào, răng nanh bén nhọn nhẹ ra, tự như muốn tìm con mồi. Đây là cương khí có được linh tính, cũng chỉ có sau khi luyện tới âm dương cảnh mới có thể làm được. Lúc này cương khí, pháp lực trở nên tinh diệu vô cùng. Chỉ cần một mã lực cũng có thể đánh bại 3 đến 5 mã lực của tu sĩ ở nguyên cương cảnh. Đây là sự khác biệt của phẩm chất cương khí. Lực lượng 10 vạn mã lực không thể ngờ được là mới tu luyện tới tầng thứ tư mà lại có pháp lực mạnh mẽ như vậy. Bình thường cao thủ tầng thứ tư thần thông bí cảnh, lĩnh ngộ được âm dương, pháp lực chừng 5 6 ngàn đã là nhiều lắm rồi. Ngươi đã dùng qua linh đan gì? Thanh âm của thần bí nhân lại vang lên. Tầng thứ năm, thiên nhiên cảnh mới có được lực lượng vạn mã lực, người ở tầng thứ tư bình thường chỉ có lực lượng 5 6 ngàn mã lực, mà tầng thứ ba thì là 3 ngàn mã lực. Tầng thứ hai, chân nguyên cảnh thì từ 300 đến 600 mã lực. Tầng thứ nhất thì từ 80 đến 2 300 mã lực mà hiện tại Phương Hàn có lực lượng 10 vạn mã lực, thật sự là quá khác biệt, khiến cho thần bí nhân kinh ngạc không thôi. Lực lượng 10 vạn mã lực tiếp cận lực lượng của cao thủ Kim Đan cảnh rồi. Bất quá phẩm chất của pháp lực vẫn còn kém rất nhiều so với của cao thủ Kim Đan cảnh. Pháp lực của cao thủ Kim Đan cảnh có phẩm chất rất cao, chỉ cần một vạn mã lực đã có thể đánh bại 10 vạn mã lực của Phương Hàn. Dù sao thì lực lượng cũng không thể bù vào sự chênh lệch ba cảnh giới được. Vãn Bối đã từng dùng qua pháp thánh xá lợi. Phương Hàn cũng không giấu giếm nói, còn dùng di hóa tiếp mộc thuật để thu lấy pháp lực của một đầu hắc thủy vương xà vừa hóa thành dao. Pháp thanh xá lợi. Loại đan dược này không phải tầm thường, cần phải có bổn nguyên của cao thủ kim đan cảnh mới có thể luyện chế được. Kỳ ngộ của ngươi cũng không nhỏ. Về phần di hóa tiếp mộc thuật thì ngược lại, chỉ có kẻ điên mới làm chuyện mạo hiểm như vậy. Ngươi muốn tu vi tăng nhanh đến vậy sao? Là vì muốn báo thủ sao? Thần bí nhân suy đoán cực kỳ chuẩn xác. Không sai, 10 năm sau ta có một ước hẹn chiến đấu sinh tử một người, mà người đó là cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, trong vòng 10 năm ta nhất định phải đuổi kịp hắn. Phương Hàn đem chuyện ân oán giữa hắn với Hoa Thiên Đô nói ra một lần, cũng đem chuyện Hoa Thiên Đô lấy được chân truyền của bàn võ tiên tôn, có được đạo khí nói hết ra. Dù sao thì ở trong đại điện này cũng không có chuyện gì làm. Hai người cũng đều là người bị vây khốn ở đây, có thể nói là đồng mệnh tương liên. Càng ngày càng thú vị, ngươi khi còn chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh mà đã dám khiêu chiến với người như vậy. Bàn võ tiên tôn, đó là một người rất mạnh mẽ mặc dù hắn cũng chưa có thành tiên nhưng pháp lực cao cường là nhân vật số một số hai ở huyền hoàng thế giới vạn năm trước người tìm được chân truyền của hắn mạnh đến mức nào thì ta cũng đoán được thần bí nhân cười ha hả ngược lại cảm thấy phương hàn rất có dũng khí rất đáng khen ngợi đa tạ sự tán thưởng của tiền bối tốt lắm thọ mệnh của ngươi là 900 năm qua một năm là lại thiếu đi một năm bất quá ta vừa rồi giúp ngươi giảm bớt được trăm năm khổ tu tu vi ngươi trước kia tăng tiến quá nhanh muốn lĩnh ngộ đột phá qua bước mấu chốt thì phải tốn rất nhiều thời gian công sức, chậm chạp vô cùng. Đây là một điểm mà ngươi phải chú ý, ta hy vọng ngươi có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh, thọ mệnh tăng thêm 800 năm, sống lâu thêm một chút, có thể cùng ta nói chuyện, không bị chết sớm. Thần bí nhân tự hồ cảm thấy mệt mỏi nói, tốt lắm, ngươi tiếp tục tu luyện đi, có chỗ nào khó khăn thì có thể hỏi ta. Hay rồi, có một người như vậy không khác gì được trưởng giáo tiên tôn của vũ hóa môn tự thân chỉ dạy. Diêm vỗ vỗ đầu nói, xem ra hy vọng thoát khỏi nơi này của chúng ta nằm ở trên người này ta vừa mới luyện thành âm dương cảnh, còn cần phải tu luyện thêm một thời gian nữa mới có thể luyện tới đỉnh phong, nhưng mà không sao, ta có rất nhiều thời gian. Phương Hàn gật gật đầu. Dựa theo đạo lý, muốn đột phá một tầng cảnh giới cần phải có một thời gian dài rèn rũ, muốn đạt tới đại thành của âm dương cảnh thì cần phải có một thời gian dài chăm chỉ tu luyện. Sau khi Phương Hàn bị ép tiến vào trong Thái Nguyên Tiên phủ thì Vũ Hóa môn cũng nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Vũ Hóa Thiên Cung, trên thiên hình thai, thiên hình trưởng lão, thiên công trưởng lão, truyền công trưởng lão, thiên đan trưởng lão, thiên thư trưởng lão, thiên hạc trưởng lão. Tất cả các đại trưởng lão đều tụ họp tại đây. Những trưởng lão này đều là những cao thủ tầng thứ 9, thứ 10 thần thông bí cảnh, đạo pháp thâm sâu, thần thông quảng đại, trong đó có thiên hình trưởng lão đã bước vào trường sinh bí cảnh, nắm giữ đại quyền sinh sát. Lực lượng này đủ để đem trời đất đánh thành một mảng hoang tàn. Vũ Hóa môn không hổ là một trong 10 đại môn phái tiên đạo, lực lượng hùng hậu đến mức đáng sợ. Hai chân truyền đệ tử Phương Thanh Tuyết, Hoa Thiên Đô cũng ở tại đây, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho các trưởng lão mà hai người cũng không ngừng công kích nhau thiên hình trưởng lão là hoa thiên đô bức tử phương hàn khiến cho vũ hóa môn mất đi một vị thiên tài trăm năm khó gặp hoa thiên đô là người đứng đầu trong chân truyền đệ tử của môn phái đáng lẽ phải giống như anh cả bảo vệ sư đệ nhưng mà hắn lại không làm như vậy cậy vào thần thông pháp lực của mình mà ức hiếp người khác chèn ép thiên tài không có tư cách là huynh trưởng thỉnh các trưởng lão xét xử phương thanh tuyết nói với giọng lạnh như băng hoa thiên đô Ngươi có gì để nói lại không? Phương Hàn đích thật là một người có tiềm lực, có thể giết chết Thất Diệp Ma Quân, lại đoạt được Ma Đao Huyết Thương Khung, còn dùng Ngũ Ngục Vương đỉnh bắt được sáu chân nhân của Thái Nhất Môn, một lần này cũng mang lại uy phong rất lớn cho Vũ Hóa Môn chúng ta. Thiên hình trưởng lão sắc mặt còn lạnh hơn của Phương Thanh Tuyết, nhìn Hoa Thiên Đô nói, các đại trưởng lão còn lại cũng trao đổi ánh mắt với nhau. Đối với chuyện Phương Hàn làm, trong tâm bọn họ cảm thấy rất thống khổ. Thế lực của Thái Nhất Môn quá cường đại, mấy năm gần đây càng ngày càng bạo ngược thậm chí có ý đồ thống nhất toàn bộ tiên đạo. Những trưởng lão này không thể ra mặt đối đầu với bọn họ, nhưng mà một đệ tử nho nhỏ như Phương Hàn thì lại rất thích hợp. Hơn nữa Phương Hàn có hai kiện pháp bảo, đều là những ma bảo có uy lực cực lớn, nếu như đưa về Vũ Hóa môn thì thực lực của môn phái sẽ tăng thêm không ít. Hiện tại lại mất hết tất cả như vậy, thật sự là rất đau lòng. Ta không muốn cãi nhau với Phương sư muội, có điều Phương sư muội nói Phương Hàn tốt vậy thì ta mời một người nói chuyện với Phương sư muội. Hoa Thiên Đô cũng không có chút biểu tình gì, tay vung lên, một luồng gió nổi lên mang theo vài người đưa vào trong là phương thanh vi tiêu thạch diệp nam thiên nguyên kiếm không là bốn người có đại thủ với phương hàn phương thanh vi ngươi nói đi phương hàn là người tốt hay người xấu thanh tuyết sư muội là tỷ tỷ của ngươi chắc hẳn ngươi sẽ không nói dối lần này các ngươi đi lịch lãm trên biển phương hàn đối với các ngươi như thế nào cứ nói rõ hết ra thủ đoạn của hoa thiên đô thật là lợi hại lại mang phương thanh vi ra để đối đầu với phương thanh tuyết một chiêu này thật là thâm hiểm Phương Hàn muốn nhập ma, ma tính nồng đậm, tu luyện ma công, coi trời bằng vung, hơn nữa cũng giết chóc khắp nơi, không khác gì những đại ma đầu kia. Tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng để Phương Hàn lừa gạt, bằng không với thân phận của hắn, chẳng qua chỉ là một tên nuôi ngựa ở phương gia chúng ta, làm sao tu vi lại có thể tăng tiến nhanh như vậy? Nhất định là có trưởng lão của ma môn truyền dạy ma công cho hắn. Phương Thanh Vi nhìn thoáng qua tỷ tỷ, có chút do dự, nhưng sau đó nhìn lại Hoa Thiên Đô, lá gan cũng lớn lên, tiếng nói cũng dần lớn lên ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Vẻ mặt của Phương Thanh Tuyết càng trở nên lạnh lẽo. Tỷ tỷ, vấn đề này cũng không phải là giả, Tiêu Thạch. Hôm nay may mắn có nhiều vị trưởng lão như vậy, ngươi kể lại chuyện của ngươi đi. Phương Thanh Vi càng nói càng thêm hùng hồn, tràn đầy lý lẽ. Tiêu Thạch liền quỳ xuống, gào khóc. Các vị trưởng lão, các người phải làm chủ cho ta. Phương Hàn lòng lang dạ sói, giết chết phụ thân của ta. Chuyện này mẫu thân ta còn đang tu luyện ở Linh Lung Phúc Địa, chưa biết được nếu người biết được thì sẽ thương tâm vô cùng. Đây là Phương Hàn cố ý châm ngòi, chia rẽ mối quan hệ giữa Vũ Hóa Môn và Linh Lung Phúc Điện. Bất dạ đảo chủ, tiêu bất dạ cha của tiêu thạch đã bị Phương Hàn giết chết. Thù này là thù không đội trời chung. Việc này, thiên hình trường lão vốn là rất tiếc khi mất đi một người như Phương Hàn, nhưng mà thủ đoạn của Hoa Thiên Đô thật là cao minh, để cho mấy tiểu bối nói ra, nhất là trong đó còn có muội muội của Phương Thanh Tuyết. Vấn đề này thật là khó giải quyết. Dù sao thì Hoa Thiên Đô cũng chiếm được một chữ lý lại thêm thân phận đặc thù của hắn, pháp lực cao cường, cũng không thể tùy tiện trách phạt. Thiên hình, xem ra chuyện này làm ngươi rất khó xử. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hồn vang lên, rất nhiều đại trưởng lão vừa nghe thanh âm này thì sắc mặt biến đổi. Sắc mặt hoa thiên đô cũng có chút biến. Thiên hình trưởng lão là người đầu tiên đứng lên, chắp tay nói. Trưởng giáo trí tôn, người vừa xuất quan sao? Trưởng giáo trí tôn, rất nhiều trưởng lão cùng đứng lên. Người tới chính là trưởng giáo của Vũ Hóa Môn, là đệ nhất nhân nắm giữ vũ hóa phi thăng kinh là một trong những trí tôn đứng đầu tiền đạo theo thanh âm vang lên là một đoàn ánh sáng bay vào đoàn ánh sáng trong suốt cũng không thấy có người nào thanh âm từ trong đoàn ánh sáng vang lên thiên hình người đã không thể quyết đoán được thì để cho ta đoàn ánh sáng trong suốt này chính là hình thể của trưởng giáo tiên tôn của vũ hóa môn xin trưởng giáo quyết định rất nhiều đại trưởng lão cung kính nói phương hàn là chân truyền đệ tử của vũ hóa môn có thể giết chết ma quân bắt được sáu chân nhân của thái nhất môn quả là một thiên tài mất đi một đệ tử như vậy đối với vũ hóa môn chúng ta là một tổn thất rất lớn ta đoán là hắn vẫn còn chưa chết cho nên sẽ đi giải cứu hắn mỗi một chân truyền đệ tử đều giống như con của chúng ta chúng ta phải trân trọng họ thiên đô ngươi có hiểu không thanh âm của trường giáo vang lên thiên đô hiểu nhưng là hoa thiên đô vội nói không có những nhị gì cả ngươi sau này trở thành trường giáo phải là người bảo vệ lợi ích cho đệ tử của bổn môn trưởng giáo trí tôn nói truyền pháp dụ của ta tục xuất nội môn đệ tử tiêu thạch khỏi vũ hóa môn phương thanh vi hành vi không đúng phạt làm mèo một năm diệp nam thiên nguyên kiếm không vu khống chân truyền đệ tử đại nghịch bất đạo phạt làm chuột ba năm trong lúc nói chuyện trừ trong đoàn ánh sáng trong suốt một đạo quang hoa bay ra chiếu lên người phương thanh vi diệp nam thiên nguyên kiếm không ba người kêu lên những tiếng thống khổ sau đó người phương thanh vi dần dần thu nhỏ lại biến thành một con mèo hoa mà diệp nam thiên nguyên kiếm không lại biến thành hai con chuột lớn Trường giáo. Người đã luyện tới cảnh giới này rồi. Có thể tùy ý thay đổi hình thái của vật thể. Có thể biến sở thành hay, biến nước thành mỡ rồi sao. Thiên hình trưởng lão chấn động, nói với giọng tràn ngập kinh ngạc. Phương Thanh Vi biến thành con mèo, đó chính là biến đổi hình thái thật sự, trở thành một con mèo, còn nguyên kiếm không, Diệp Nam Thiên thì biến thành chuột. Đây không phải chứng nhãn pháp, mà là chân chính cải biến kết cấu hình thể của họ, đem họ biến thành súc sinh. Hiện tại bọn họ không khác gì động vật cả, Trưởng giáo, Phương Thanh Vi dù sao cũng là muội muội của ta, phạt biến thành mèo thật sự là quá kinh người. Kính xin trưởng giáo trí tôn nhẹ tay cho. Phương Thanh Tuyết tuy coi trời bằng vung như nhìn mấy người bị biến thành mèo, thành chuột thì cũng thấy kinh dị không thôi, trong lòng sinh ra một cảm giác kính sợ đối với trưởng giáo trí tôn của Vũ Hóa Môn. Mà ngay cả Hoa Thiên Đô cũng nhìn đam đăm, ngơ ngẩn quan sát một mèo và hai chuột. Hắn không thể nào tin được ba con vật này trong vài giây trước chính là nội môn đệ tử có nhiều hy vọng đột phá thần thông bí cảnh của Vũ Hóa Môn. Không sao đâu, chuyện này đối với họ cũng là một loại ma luyện. Trưởng giao trí tôn của Vũ Hóa Môn nói chuyện, ánh sáng trong suốt không ngừng lưu chuyển, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng được đời sống của động vật. Sự tịch mịch trong thời gian này thì sau này chuyện đột phá thần thông bí cảnh cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa đây cũng là cảnh cáo họ, sau này không được tùy tiện hãm hại người khác, nếu không thì cũng không phải là một năm, ba năm mà là cả đời làm súc sinh. Trưởng giáo trí tôn, người vừa nói là muốn giải cứu Phương Hàn, nhưng mà Thái Nguyên Tiên Phủ vô cùng nguy hiểm, đã vây khốn không biết bao nhiêu người. 10 năm trước đệ tử kiệt xuất của Linh Lung Phúc Địa, Hỏa Vân Tiên Tử bị vây khốn ở trong đó, Linh Lung Tiên Tôn cũng tìm đủ biện pháp để cứu ra nhưng mà kết quả là không cứu ra được, ngược lại còn có mấy lần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Liệt Dương trưởng lão đột nhiên mở miệng, cung kính nói, hắn là cha của Kim Thạch Thai, đương nhiên là không thích Phương Hàn cho lắm. Hỏa Vân Tiên Tử chính là cao thủ tầng thứ bảy thần thông bí cảnh, Kim Đan cảnh, là trụ cột của môn phái, hơn nữa Kim Đan có phẩm chất cực cao, luyện thành 28 loại thần thông thành tựu như thế Phương Hàn không thể so sánh được. Vũ hóa môn chúng ta cần gì phải vì một Phương Hàn mà hy sinh. Lần này hắn nói thì rất có đạo lý, được rất nhiều trưởng lão gật gù đồng ý. Liệt dương tử, ngươi không cần nói nhiều. Trưởng giáo mở miệng, ngày đó ngươi mở miệng cầu xin ta cho con của ngươi một viên âm dương vạn thọ đan còn chưa đủ sao. Con của ngươi tu vi thấp kém, là loại vô dụng, làm ủng phí một đan dược thiên cấp mất mấy giáp mới có thể luyện chế được. Vậy mà đến giờ vẫn còn ở chân nguyên cảnh, thật sự là quá kém cỏi. Ngươi là cha mà cũng không biết suy nghĩ, chỉ dạy con cái, làm lãng phí một viên linh đan của ta. Nếu như đem đan dự đó cho Phương Thanh Tuyết thì nàng đã sớm luyện thành kim đan rồi. Liệt dương trưởng lão kim nhật liệt vội vàng cúi đầu, không dám nói gì nữa. Hắn có thể chống đối thiên hình trưởng lão nhưng khi đối mặt với trưởng giáo thì cũng không dám ho he gì. Nếu như dám chống lại thì có lẽ trưởng giáo cũng sẽ phạt hắn làm chuột. Thần thông của hắn cũng chỉ mới luyện tới tầng thứ năm, thiên nhân cảnh, có thể luyện chế được linh khí mà thôi dám chống lại cao thủ trường sinh bí cảnh thì chỉ có một con đường chết. Hơn nữa trong môn quy của Vũ Hóa môn, trưởng giáo chí tôn nắm quyền sinh sát trong tay. Thiên hình trưởng lão muốn đối phó với hắn thì còn rất nhiều ràng buộc, nhưng mà trưởng giáo chí tôn thì không cần. Đây là quy củ trong các môn phái tiên đạo, cực kỳ nghiêm khắc. Trưởng giáo sư huynh, liệt dương tử mặc dù có tư tâm nhưng mà lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Thái nguyên tiên phủ đúng là một địa phương vô cùng nguy hiểm, là đất chết thần thông quảng đại như linh lung tiên tôn mà còn không thể giải cứu được hỏa vân tiên tử thiên công trưởng lão nói thiên công trưởng lão về mặt già nua có địa vị cực cao trong môn phái ngang hàng với thiên hình trưởng lão trưởng giáo trầm mặc hồi lâu sau đó đột nhiên lên tiếng ta tự nhiên có đạo lý của ta cũng không ngại nói rõ cho các ngươi biết thanh tuyết có phải ngươi lấy được bảo vật trí cao của hoàng tuyền môn phù chiếu của hoàng tuyền đại đế hoàng tuyền đồ không hoàng tuyền đồ vật đó không phải tầm thường nghe đồn là hoàng tuyền đại đế phải mất ba ngàn năm mới có thể luyện hóa thành mới có thể thành công đem cả hoàng tuyền thánh hà phong tình thủy nhập vào trong đó hoàng tuyền đại đế có giá tâm muốn dùng vật đó lập ra luân hồ chi đạo định ra báo ứng giống như dùng công đức để định thiên kiếp của thái nhất môn phương thanh tuyết là điện mẫu chuyển thế bản thân có đạo khí như bất diệt điện phù uy lực không gì sánh kịp nếu còn có cả hoàng tuyền đầu thì thực lực sẽ mạnh đến mức nào người này thật đúng là có tiên duyên sâu dày trời sinh có vận khí vô cùng vô tận nhưng mà đó cũng là phúc cho vũ hóa môn chúng ta giúp cho vũ hóa môn chúng ta ngày càng lớn mạnh một đám trưởng lão bắt đầu trụng đầu ghé tai nghị luận chuyện này đã từng có tin đồn loang thoáng nhưng mà không ai tin tưởng hôm nay trưởng giáo chí tôn đích thân xác minh hồi bẩm trưởng giáo hoàng tuyền đồ không có trong tay ta bất quá phương thanh tuyết ngẩn ra sau đó lắc đầu nói lại nhớ tới phương hàn bất quá có thể rơi vào tay phương hàn phải không trưởng giáo nhẹ giọng cười nói bằng vào vật ấy lực lượng của Phương Hàn mới có thể đột nhiên tăng tiến như vậy, mới có lòng tin lớn như vậy, lập ra ước hẹn 10 năm sau sẽ chiến đấu sinh tử với Thiên Đô. Chuyện Phương Hàn tu luyện Diêm La Kim Thân đã sớm bị Thiên Hình trưởng lão nhìn ra, bẩm báo cho trưởng giáo. Một nhân vật như trưởng giáo Vũ Hóa môn tự nhiên là có thể suy đoán ra được những chuyện bên trong đó. Hẳn là như vậy. Bất quá không tìm được Phương Hàn thì cũng không có cách nào chứng minh được. Phương Thanh Tuyết hồi đáp: "Thiên Công, ngươi đã minh bạch lý do vì sao ta muốn mạo hiểm chưa?" Trưởng giáo cười nói với Thiên Công trưởng lão: Hoàng Tuyền Đồ đúng là đáng để mạo hiểm. Phù chiếu này không thua gì một cao thủ trường sinh bí cảnh hàng đầu. Nếu có thể thu về vũ hóa môn chúng ta thì tương lai sẽ rất hữu dụng. Thiên công trưởng lão lập tức minh bạch. Hoàng Tuyền Môn đã từng là đệ nhất mạch trong ma đạo, hiện tại đã bị tan rã nhưng vẫn có rất nhiều nhân vật lợi hại ẩn cư trong thiên địa. Bằng vào phù chiếu này có thể khiến cho bọn họ xuất đầu lộ diện. Chỉ chuyện này thôi thì chúng ta cũng có thể lợi dụng được rồi. Hơn nữa trong Hoàng Tuyền Đồ còn có vong tình thủy, là đệ nhất thánh thủy đối với việc luyện đan có tác dụng vô cùng to lớn. Có nó, chúng ta có thể bắt lấy thiên ma, luyện chế lượng lớn đan dược, thu thật nhiều đệ tử, tiến hành bồi dưỡng. Chỉ cần 5 năm, 10 năm là số lượng chân truyền đệ tử của chúng ta có thể tăng gấp đôi, như vậy càng có nhiều vốn liếng để đối đầu với thái nhất môn. Không sai, hiện tại cái vũ hóa môn chúng ta thiếu chính là đan dược, hơn 40 vạn ngoại môn đệ tử. Nếu như chúng ta có đan dược sung túc thì sẽ có thêm rất nhiều chân truyền đệ tử, cao thủ thần thông bí cảnh trong hoàng tuyền đồ còn có các loại thần thông của hoàng tuyền môn nhất là thần thông ngũ đế đại ma chính là cực hạn ngũ hành tu luyện thành công thì việc ngưng kết kim đan cũng dễ dàng hơn rất nhiều thiên công trưởng lão có phần kích động nói trưởng giáo nếu như giải cứu được hoàng tuyền đồ thì cũng không thể bức bách hắn giao ra hoàng tuyền đồ được dù sao đây cũng là tiên duyên của hắn không thể cưỡng ép được phương thanh tuyết vội nói vũ hóa môn chúng ta giải cứu hắn là có ân tái tạo đối với hắn hắn phải có nghĩa vụ cống hiến cho môn phái có gì mà không được Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, giọng nói ngang tàng nhưng lại có uy thế lẫm liệt. Hoa Thiên Đô ngươi chiếm được chân truyền của bàn vũ tiên tôn, sao lại không cống hiến cho môn phái? Còn đạo khí gì gì đó sao không cống hiến cho môn phái? Thậm chí ngươi còn chuẩn bị mang một ngàn viên giáp thần đan cho Thái Nhất môn, vì cái gì không để cho đệ tử vũ hóa môn chúng ta? Phương Thanh Tuyết có phần nóng nảy nói. Thiên Đô, trong chuyện này ngươi không nên phát biểu gì cả. Trưởng giáo đột nhiên nói, ngươi muốn gần gũi với Thái Nhất môn cũng không có gì đáng trách. Ta biết rõ suy nghĩ của ngươi. Nhưng mà làm như vậy cũng giống như Thái Nhất Môn gây nên linh lung kiếp thứ hai. Năm đó Linh Lung Tiên Tôn cũng được một kiện đạo khí, bị Thái Nhất Môn bức bách nàng giao ra nên mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Về phần Phương Hàn, hắn là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn, chúng ta là trưởng bối có nhiệm vụ đi giải cứu hắn. Khi hải tử gặp nguy hiểm mà cha mẹ nào lại không hy sinh tính mạng để giải cứu con cái chứ? Hai tử kiếm được tiền, bố mẹ nào không cao hứng? Ngược lại có bố mẹ nào đi đoạt lấy tiền của con cái không? dùng cách đối xử như cha mẹ đối xử với con cái mới xứng đáng là trưởng bối của môn phái tiên đạo. Về phần Phương Hàn, nếu như hắn cống hiến cho Vũ Hóa Môn, thì cũng có nghĩa là hắn thừa nhận bản thân là một phần tử của Vũ Hóa Môn. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ đáp lại hắn, đưa hắn thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, che chở, bảo vệ cho hắn. Nếu như hắn không muốn thì cũng không thể bắt buộc. Trưởng giáo nhân từ vô song. Phương Thanh Tuyết thành tâm nói, giờ khắp này trong nội tâm nàng tràn đầy kính ý với vị trưởng giáo này. Bất kể như thế nào thì sau này nàng cũng sẽ không phản bội vũ hóa môn. Nếu như có một trưởng giáo như vậy mà đệ tử vẫn còn phản bội thì tên đó chính là lòng lang giả sói. Người thân đều ghét. Trưởng giáo định khi nào thì đi giải cứu. Thiên hình trưởng lão hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chúng ta ở đây một ngày thì trong thái nguyên tiên phủ lại qua đi một năm. Bất quá vấn đề này cũng không thể nóng vội được. Tránh bị người khác lợi dụng. Thừa cơ lúc chúng ta ra ngoài các cao thủ ma đạo, thiên ma ở ngoại vực, hoặc cao thủ yêu đạo vây công với quy mô lớn. Như thế sẽ có hậu quả khôn lường nhất định phải chuẩn bị thật chu toàn. Hiện tại chúng ta cần phải bàn tính xem phải chuẩn bị những gì, mọi người đưa ra ý kiến đi. Trưởng giáo định ra phương hướng, âm dương biến hóa, nhật nguyệt vận chuyển. Trong đại điện ở Thái Nguyên Tiên phủ, Phương Hàn không ngừng vận chuyển cương khí, hai luồng cương khí một âm một dương ở trên tay hắn không biến đổi, thiên biến vạn hóa, không ngừng xoay chuyển, hóa thành đủ loại hình thái mãnh hổ, giao long, mãng xà, ô quy, tiên hạng, thiên sứ, đủ các loại hình ảnh của sinh linh hắn đã luyện tới tầng thứ 4 âm dương cảnh, nếu như có thể luyện tới tầng thứ 5, thiên nhân cảnh thì có thể luyện chế linh khí ban cho các ngoại môn đệ tử, kéo bạch kết phái thành lập thế lực riêng. Trở lại Vũ Hóa môn cũng sẽ là đệ nhất nhân vật trong hàng chân truyền đệ tử, bằng vào pháp lực có lực lượng 10 vạn mã lực, mà đa huyết thương khung, ngũ ngục vương đỉnh, còn có các thủ đoạn khác, đủ để quật khởi, trở thành ngang hàng với Nam Vạn La, Đông Linh Tiêu, Tây Già Lam, Bắc Giao Quang. Tầng thứ 4 thần thông bí cảnh, âm dương cảnh tuy rất thần diệu nhưng cũng chỉ là một thời kỳ quá độ chỉ có khi thấu triệt được âm dương thì mới có thể câu thông thiên nhân ngưng tụ các loại đại trận chính thức tiến thêm một bước kéo dài thọ mệnh tu luyện đủ các loại thần thông mà không sinh ra hiện tượng chân khí xung đột thật giống như ở thân thể cảnh tầng thứ bốn của thân thể cảnh là cương nhu cảnh tầng thứ năm là thần lực cảnh lĩnh ngộ được biến hóa cương nhu rồi sau đó mới có thể đạt được thần lực ở trong tiên phủ không quan tâm đến thời gian hắn chỉ tập trung tu luyện tham ngộ Mỗi lần gặp phải gian nan, khó khăn gì thì lại hỏi thần bí nhân, mà thần bí nhân cũng rất rảnh rỗi, lúc nào cũng sẵn sàng trả lời, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không nói rõ lai lịch với Phương Hàn. Cứ như vậy, thời gian cứu dần trôi đi, chớp mắt Phương Hàn đã ở trong tiên phủ được 10 năm. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.